mũi Cà Mau, mộm đất tươi non, mấy năm trời lấn luôn ra biển, phù sa vạn dặm tới đây tuôn, lắng lại và cho người bước đến. Thiên nhiên đã hào phóng và ban tặng cho vùng đất Cà Mau một điều kỳ diệu và độc đáo không nơi nào có được, mà cư dân nơi đây ví von là đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi. Chính vì sự ưu đãi của thiên nhiên mà những cánh rừng ngập mặn nơi đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài hải sản như cua, ba khía, sò, ốc len. Ốc len nơi đây nhiều vô số kể, chúng sinh sống và trú ngụ theo những rặng nước, cây mắm. Trong chuyến khám phá về vùng đất Cà Mau, Nghệ Nông kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng trải nghiệm vào rừng bắt ốc len và thưởng thức món ăn từ loài ốc này nhé. Kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Sau chặng đường dài ngồi dõi lãi chạy dọc theo các nhánh sông đổ ra cửa biển, thì hiện tại Minh Tú cùng với ekip chương trình đã có mặt tại cánh rừng phòng hộ thị trấn Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau để trải nghiệm bắt ốc len. Và đi cùng với Minh Tú ngày hôm nay là anh Hổ. Anh được người dân nơi đây gọi là Hổ Biển, bởi lẽ có nhiều kinh nghiệm đi biển đánh bắt cá, đục hào, bắt tôm, bắt cua và đặc biệt là bắt ốc len. Và để biết được chuyến đi hàng ngày hôm nay có thu hoạch được nhiều ốc len hay không, thì xin mời mọi người cùng theo chân Minh Tú và anh Hổ nhé. Ốc len không có vẻ bề ngoài bóng bẩy như các loại ốc biển khác, nhưng đây là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất cuối trời Tổ quốc Cà Mau. Những năm gần đây, ở các khu rừng phòng hộ ven biển Cà Mau, người dân thường săn ốc len để tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Cũng tại cánh rừng phòng hộ này mà dân ưa xê dịch như chúng tôi mới có dịp trải nghiệm thử cảm giác bắt ốc len và tìm hiểu cuộc sống người dân nơi đây. Bắt ốc len. Ốc len thì nó sống ở dưới nước hay là sao anh, rồi làm thế nào mình bắt được nó anh? Mùa nước lớn nó mới nở lên. Nó lên ở đậu trên cây vậy nó lên cây. Là nó ở trên cây như vậy là mình đợi nước lớn rồi mình bắt nó lên. Rồi nước ròng nó xuống xuống đất. Vậy nó là nước lớn là buổi sáng hay buổi chiều anh? Buổi sáng. Vậy là mình đợi buổi sáng mình nó chạy lên cây thì mình chạy ra mình bắt nó. Rồi tới nước ròng thì nó sẽ trôi xuống lại. Trôi xuống lại. Tại sao lại như vậy anh? Tại sao nước lớn nó lại trên cây? Nó là ốc mà sao nó kiểu không sợ nước ha anh? Nó sống theo bên cây á. Nó sống là nó lên đây là nó nước lớn nó kiếm ăn. Công việc bắt ốc len này không đơn giản như chúng tôi tưởng, đòi hỏi phải có kinh nghiệm vì chúng ngụy trang rất giỏi. Khi nước ròng thì chúng trú ngụ dưới đất sình bùng, nhưng khi nước lớn, chúng xuất đầu lộ diện và leo trèo thật cao trên các thân cây, nhánh lá. Biết được đặc tính của loài này nên chúng tôi đã đợi nước lên và có buổi săn ốc len mỗi tay. Bắt ốc len này là từ khi nào hả anh? Từ mười mấy tuổi tới giờ. Mười mấy tuổi tới bây giờ là một là ngày nào anh cũng đi bắt hay là lâu lâu anh mới đi thôi? Ngày nào cũng đi bắt. Ngày nào mình cũng đi như vậy hết. Là một ngày như vậy là mình bắt được khoảng bao nhiêu ký ốc anh ha? À, 4-5 ký. Là ốc len bây giờ mình bán một ký được khoảng bao nhiêu tiền anh? Một ký 100 ngàn. Anh thấy bắt ốc này thì mình chỉ đợi nó kèo lên rồi mình bắt thôi anh. Cái này thì em cảm thấy nó cũng đơn giản, nó có thực sự dễ như vậy không anh? Nó cũng dễ. Vậy là mình chỉ cần nước lớn là mình lên mình bắt được. Dạ, vậy là mình chỉ cần bắt đợi nước lớn thôi. À. Còn nước ròng thì thôi, nó khó quá thì mình cũng khó quá mình nghĩ không có cần. Dạ dạ. Thì ốc len này làm được mình món gì đặc sản ha anh? Xào dừa. À, xào dừa thì ngoài xào dừa ra thì còn món gì nữa không anh? Xào sả ớt cũng được. Trong hành trình xuôi về Cà Mau, chúng tôi mới có thể tận mắt nhìn, tận tay bắt ốc len. Với người mới đi lần đầu như chúng tôi thì việc lội rừng thật khó khăn nhưng cũng đầy thú vị. Đi phải dò từng bước chân, tay phải bám víu vào những thân cây mắm, cây đước để không bị ngã và hạn chế rễ cây đâm trúng chân. Kính thưa quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, sau hơn 2 giờ đồng hồ ở trong rừng thì Minh Tú và anh Hổ đã thu được thành quả là hơn 2 ký ốc len. Và đây chẳng những là để cải thiện bữa ăn gia đình mà còn là một nguồn thu nhập để phát triển kinh tế của những người dân ở vùng đồng bằng sông nước.
ốc len được chia thành nhiều cỡ và loại. Có giá trị nhất là loại ốc len mau dày vì thịt ngon ngọt, béo hơn so với ốc len giống và ốc len chưa trưởng thành. Với giá dao động từ 60 đến 100 ngàn đồng một ký, người dân nơi đây cũng xem như là ăn nên làm ra với con ốc thích leo trèo này. Vì là loại có giá trị dinh dưỡng cao, được người dân nơi đây chế biến nhiều món ăn hấp dẫn từ ốc len. Và món ốc len xào dừa là đặc sản trứ danh của vùng đất Cà Mau mà khách phương xa khi đến đây đều không thể bỏ qua. Để có được món này, trước khi chế biến, muốn cho ốc ngon, phải ngâm ốc trong nước vo gạo từ 2 đến 3 tiếng để ốc nhả hết đất cặn bã. Sau đó rửa ốc thật sạch và bắt đầu chặt đít ốc. Khi bỏ đít ốc, cần phải chặt sâu từ khoảng 2 đến 2,5mm từ đuôi ốc. Nếu chặt quá ngắn, khi hút ốc len để thưởng thức, ốc sẽ rất khó ra khỏi vỏ. Sau khi ốc len được phi qua tỏi thì cần nguyên liệu chủ chốt làm nên danh tiếng món ăn này, đó là nước cốt dừa. Sau từ 15 đến 20 phút ốc len dậy mùi, chúng ta nêm nếm thêm một ít gia vị như muối, đường, vài cọng rau răm cho ra món ăn vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Để ốc nóng hổi, thơm phức, nhìn thôi đã ấm lòng. Vị dai ngon của thịt ốc kết hợp với chút béo ngậy của nước cốt dừa sẽ làm lùi tim thực khách ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Hành trình trải nghiệm bắt ốc len vùng đất Cà Mau xin được khép lại tại đây. Nghề Nông xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Nghề Nông trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.